Đi, let's go on a boat ride. Đi đi đi, quẹo lửa, quẹo lửa, quẹo lửa. Quẹo lửa. No hả? Trời ơi, con đường ba đứng rồi, con ba đứng rồi. Trời ơi, ơi, giờ có đứng có chịu ưỡn ra được, thấy ghê quá trời ơi. Sao? Thấy ghê quá trời ơi. Đi. Từ từ thôi, từ từ. Thôi thôi, lên đây là không có nhảy. Cái gì vậy? Ủa, thích là ngầu vậy hả? Không phải, con nói đi, nước. Nước. Đúng rồi, giỏi. Rồi, nước, nước, đúng rồi. Rồi, lên tàu đi con. Lên đi con. No. Sợ rồi, nó sợ đi tàu rồi cô chú ơi. Cô chú biết sao chạy sợ đi tàu không? Tại vì mặc áo phao. Gặp mẹ, mẹ cũng sợ nữa chứ con. Cứ mặc áo phao cho con nhỏ hoài, mệt. Đi nha. Đi nha. Đi nha. Con nói đi đi. Đi. Ready? You ready to go, Jaden? Yeah. Đi nha. Chở chị đi nha. Oh. Hi, sweetheart. Jaden. JD. Rồi, let's go. Let's bring it down a little bit. Yay. Yeah. Yay. Captain JD. Đó. Rồi chạy chậm rồi. Gạt cần lên. Gạt lên, gạt lên để chạy coi, gạt lên. Đó rồi 1 2. Ba. Cười cười cười. Gạt xuống nào, đó gạt xuống. Rồi chạy chậm rồi. Rồi, tao dừng lại luôn rồi. Tao dừng lại luôn okay, rồi. Okay, stop. Stop the boat. Stop the boat. Yeah, just turn it off for now. Okay. Let's see. Yeah. 1 2 3. Rồi, thổi đi, thổi đi. Con thổi đi. Rồi, để im nha, nhìn nè, nhìn nè, chạy đi lực. Let's go. Okay. Rồi, tiếp đi. Đó. Đây nè. Rồi, bỏ lên. Bỏ lên. Đây gì gì. Nè con. Rồi, okay. Mở vô, nhúng vô, nhúng vô. Nhúng vô đi. Nhúng vào đầu này nè. Từng thổi, thổi hả? Thổi hả? Thổi nè. Trời ơi, giỏi chưa? Đây nè, con làm ngược rồi, con làm ngược con cặp vậy nè. Đó, đúng rồi. Rồi, thổi đi. Thổi đi. À, em bé ông bóng đó. Wow, giỏi quá. Yeah. It's more fun than having the wind blow it. Yeah. Wow, good job, JD. Good job, JD. Dây thổi đang cày giỏi hơn anh hai luôn. Anh hai thấy chưa anh hai? Quỳnh Trí dây thổi giỏi hơn Quỳnh Trí Vinh Sành luôn nè. Thôi con nè, nhúng vô, nhúng vô, nhúng vô.
Đúng rồi, thổi đi con. Thổi đúng rồi. Chạy đi, con nói đi chạy nha. Bong bóng. Nói đi. Nói đi chạy, bubble. Nói đi bong bóng. Ê, không ăn nha. Bậy. Gì cũng ăn á. Thổi đi con. Dơ quá rồi đó, bây giờ nhúng tay vô chơi rồi đó. Thôi cái này không được rồi, cái trò này là không được rồi. Wow, baby, now she just wanna play with it. Now she just wanna play with it, with her hand. Look. Thấy chưa, yếu. Trời ơi, nó đem nó rửa miệng đó. Trời đất ơi. Toes, knees and toes. Head. Lại đi. Cởi áo, đồ cởi áo. Rồi giờ nó lại mẹ. Tại sao con biết mẹ, mẹ có, mẹ sẽ cởi áo con ra nên con lại vậy chay. Ba la mẹ đó. Sao? Con nói sao? Nói sao nói đi. Trời ơi trời trời. Nhổ nước biến xuống hồ nữa hả? Trời ơi nay chơi kiểu dân hồ dữ ta. Ew, you can't do that, chị đi. Don't do that. No spitting. Trời ơi, nghe thiền ta hát nhạc, em đứng mà nhảy. Còn qua đi con bị gió, con hello đi. Trời ơi, đó, hello đó. Cô chú đừng lo, mẹ đang dịnh em dưới này. Đừng lo, đừng lo. Mẹ đang kẹp cái chân em. Kẹp như kẹp bánh mì vậy đó. Chay, bị gió cô chú nè con. Trời ơi, đã chưa. Giờ sao? Nước đâu? Cá đâu? Chỉ mẹ coi cá đâu. Cá dưới hả? Bắt cá không? Đi bắt cá không? Đi bắt cá không? Đi bắt cá không? Đi không? Đi. Đi hả? Rồi đi xuống đi. Bây giờ nó lôi qua bên kia coi chịu đời nổi không? Nó làm cho tôi cứ hồi hộp vậy đó. Hồi hộp rồi bị ba nó la vậy đó. Nè, thổi đi, thổi bóng đi. Ua. Gì? Không, hết bubble rồi, con không có được chơi nữa. Tại vì con chơi mà con dập cái tay con vô đó nên bây giờ con không được chơi nữa. Chơi. Đó, đó, đó. Sao? Lấy cái gì? Lấy bubble thổi ngang. Rồi. Con nói đi, bubble. Bubble. Con nói bong bóng. Bubble. Đây nè, bông. Bubble. Nói nè, nói mẹ nghe nè. Say bubble. Bubble. Đúng rồi, hãy cho see baby. Say it, bubble. Bubble. Say nè, bông bóng. Rồi bây giờ đây nè, ngồi xuống bây giờ thổi không? Thổi không? Con nói thổi. Bông. Bóng. Đúng rồi. Nghe nè. Ngồi xuống mày đưa cho thổi lẹ lên. Ngồi xuống, sit down please. Sit down. Thẳng chân ra, đúng rồi. Cầm nè. Rồi. Thổi đi. Đúng rồi, thổi đi. Wow, good job chị đi. Rồi, muốn mày bỏ vô. Rồi, thổi tiếp. Thôi, coi chừng nha, phải đổ cái chai này là ăn hết luôn mà khỏi chơi nữa đó. Thổi đi con nói con thổi đi. Đây mày thổi cho nè, mày thổi nè. Đây nè mày thổi cho cái nè. Cái này nhỏ quá ra, thôi ra mấy bông bóng nhỏ không à. Mày biết thế nào cái chai này cũng đổ rồi chay ơi. Mày đoán được cái định mệnh của cái chai bubble này đó. Để thẳng lên. À, cô chú coi cái áo của nó kìa đó, cái áo của nó đó ăn uống đã xong giờ cái áo nó dính đồ ăn rồi, dơ rồi đó, thấy chưa? Áo không biết giặt ra không biết đây. Wow, good job chị đi, đừng có để gần miệng quá con. Để xa xa miệng không được rồi. Đậy lại hả? Không chơi nữa hả? Không chơi nữa thì con đậy lại nha. Dạ đi con. Dạ đi. Ê, đổ. Ê.
Để gần miệng quá trời ơi. Con làm vậy hồi là mẹ không cho con chơi nữa đó. Thở đi. Đúng rồi, giỏi quá. Rồi nhúng vô, đúng rồi. Rồi thở đi. Thôi chơi đi nha. Chơi đi ngày hồi chơi hồi đổ là mày đập á. Ủa ai để nắp lại vậy? Con đậy lại hả? Mở ra nha. Dạ con nói mẹ. Mở giùm con. Đúng rồi, lên ghế ngồi đi, lên ghế nào mẹ mở giùm. Trời, bữa nay phải dạy nói thôi chứ còn. Con nói nè, cảm ơn mẹ nhiều. Nhiều đi, nói nhiều. Không miệng, không miệng, không miệng. Sao quýnh mẹ? Để đi hôn mẹ miếng rồi mẹ mở ra. Nói I love you mommy. Mama. Rồi đúng rồi. Mẹ tên gì chay? Mẹ tên gì? Mẹ tên gì con biết không? Con có biết mẹ tên gì không? Để con mốt dạy coi mẹ tên gì. Wow, good job. Wow, giỏi chưa? Đó, anh hai coi chay giỏi chưa nè. Em chay thổi tới bong bóng luôn. Anh hai thổi mấy cái đàn cày không không được. Để lên. Anh hai kỳ quá à. Kêu ba bảo quá hả. Mua bong bóng gì cho anh hai thổi đi. Chứ còn đàn cày anh hai thổi còn không được nữa. Hả chay? Không chơi nữa, đậy nắp lại nha con. Không đậy nắp lại ha. Rồi chị dị con chơi đi, con thổi đi. Wow, giỏi quá. Cười kìa, cười mãn nguyện luôn kìa. Wow, giỏi quá. Ê, từ từ thôi, đổ cái chai này nè. Trời ơi, tôi sợ quá bà ơi. Wow, đừng, đừng có làm đổ cái chai này nè. Rồi thở đi. Wow, good job chị đi. Đổ, đổ, đổ. Một buổi chiều nọ, trên một cái thuyền nọ, có một cô gái nọ thở bong bóng. Cô thăm cho cô chú thấy câu chuyện hay không? Ê, 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 bậy, bậy. Không ăn, không ăn, không ăn. Quậy bá quá bậy. Chưa thấy có một cái ai mà có một người mẹ mà nhảm như mẹ của chay hay chay. Nhỏ ngồi không nói gì hết, mẹ ngồi nói hết cái video clip luôn. Nói cô chú nghe nhức đầu luôn rồi. Lại chay. Cô chừng đổ nha con, đổ là hết chơi nha con. Làm sao? Thôi đừng có giật sọc tay vô đó làm chi. Lấy cái kia ra thôi chứ không có học tay vô đó. Bây giờ rồi là thọc tay vô đó chơi là mẹ cắt luôn đó. Lấy ra thổi bong bóng thôi chứ không có thọc tay vô đó làm chi. Thọc tay là mẹ cất á. Đúng rồi. Giỏi quá. We're gonna get a police escort from 7:30 in the morning till we get there. Yay. Trời, cô dở váy lên kìa. Trời, mà mặc cái váy này khó chơi búp bồ quá chơi hả? Ê, ê, coi chừng nha, coi chừng đổ ngang. Đổ ngang. Từ từ thôi. Làm gì á? Bỏ xuống chơi hả? Đi 1, 2, 3. Vô. Vô. Uống đi, uống đi. Uống đi.